Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bản Tuấn Tôn em ha. Thì hôm nay em lại lên một ít dao thủ công và dịch dao phôi dao đa mắc kết nha. Lần này thì mình lên có gồm có 68 mã. Mã lần này mình lên là mã AK ha. Hôm nay thì mình có thanh lý ít dao hàng giá rẻ nha. Anh em xem về làm cán rồi sử dụng nha. Cái này là cây AK1 này. Cái này là của hiệu Nasu. Đấy, trái cà ha. Cái này thì nó dài rất dài 17.5 và rộng nó được 5 cm nhá. Này nó cái lưỡi mà nó bị gãy cái cán này này. Bán anh em 120.000. 120.000 cho anh em về sử dụng nha. Cái này thì anh em về chỉ tra cán này mà bẻ sơ cái là sử dụng thôi. Cái này thì mình bán với giá 120.000, dài 17.5, bán rộng nó 5 cm. Cái này cái lưỡi này anh em về tự làm cán nha. Này Damascus của hiệu đây này, đây Kia nha, Kia hình logo, hình tròn nha. Kia này rất là ngon anh em. Cái này thì nó Damascus. Đấy. Ở bên này nó ghi thép Damascus này, thép giấy xanh nha. Con này thì rất là ngon này, 250.000. Cái này thì mình về tra cán thì xài thôi, nó rất là bén ha. Xài rất là ngon. Thì nếu mà anh em mài lên trên này á thì nó vẫn là thép Damascus nha. Cái này mài bị ăn sơ thôi, tại vì mấy cái này phải làm cán dễ cầm mới dễ mài được. Cái này thì mình bán với giá là 250.000, dài 16, bản rộng nó 4.6 nha. Cái này thủ công nha, dài ở trong này 4 ly mỏng chừng ra ngoài. Ở đây mình có cái lưỡi cũng là AK3. AK3 là cái này có cái hiệu đây này. Đấy, Sakai Masai gì đây. Thì cái này cũng là thủ công Nakiri, dài cái này 4 phân rưỡi nha. 4 phân rưỡi mỏng chừng ra ngoài. 4 ly rưỡi chứ. Ở bên này nó rất là ngon này, cây này sử dụng thép Thụy Điển nè. Đấy, đóng mắt thép Thụy Điển ha. Cây này thì mình bán cái giá cũng rất là rẻ, 100 mấy à, hình như 120, 130.000, dài 15.8, bản rộng nó 4.7 nha. Này rất là bén nha, thép Thụy Điển ha. Rồi cây này cây Mizuno hoa anh đào. Cây này thì nó cũng sử dụng thép Thụy Điển không rỉ ha. Swending Startel, nhưng mà nó vẫn rỉ nha. Anh em xài lúc đầu á thì nhớ bôi dầu tí. Hàng này hàng nổi tiếng này, hoa anh đào ha, Mizuno. Cái này thì nó hở cán xíu nha. Hở cán cái này anh em khắc phục là anh em kiếm cái chốt đinh á, cái đinh á, đóng cái chốt bên này ra. Đấy, hai cái chốt nó xúc đây cái này này, nhưng nó vẫn còn dính đây nha. Tại vì cái này nó hở. Thì anh em đóng cái này xong rồi lấy nhám chà là đóng vô lại là ok nha. Ngon lành luôn. Cái này mình bán 200.000 nha, dài 16.5, bản rộng nó 3.6. Cái này cây Betty. Betty cái này của như của Takayuki á, nhưng mà chữ ở đây hơi mờ tí nha, vẫn có chữ. Nó gồm có 5 chữ á. Nó vẫn thấy đây. Cái này thì AK5 60.000, dài 14.1, bản rộng nó là được 2.6. Cái này thì bị hở cán nha. Anh em về khắc phục cái cán này lại là xài ngon. Cái này làm lòng gà làm đồ rất là ngon ấy. Rất là bén nha. Cái này thì mình bán với giá là 60.000. Đấy, AK7, AK5 chứ. Rồi AK6 là một cây dao Nakiri. Cái này thì nó 3 lớp. Đấy, Vân Giang Mai. Con này thì khả năng thép rất là ngon ha. Vân Giang Mai nè anh em. Thường thường mấy con Vân Giang Mai này là toàn xanh trắng không à. Nó rất là ngon nha. Cái này mình bán với giá là 220.000 thôi. Dài ở trong này. Dài ở trong này 4 ly rưỡi mỏng chừng ra ngoài. Cái này thì mình bán với giá là 15.8, bản rộng nó là 4.9 nha. 4.9 là bản rất là rộng nha. Rồi cây này cây Kia. Cây Kia này Kia này hình trái bầu nè anh em, logo hình trái bầu ha. Con này thì cũng rất là ok ha. Bén ha. Kia là hãng nổi tiếng ha, thương hiệu rồi. Nên mấy cái dao này nó rất là ngon. Cái này thì cái cán nó hơi xấu nha anh em. Cán này hơi xấu. Cái này mình bán với giá là 240.000 thôi. Cái này dày lắm mà cái bản còn đủ nha. Cái này bản còn đủ. Bản rộng nó 5. Dài 16, bản rộng 5, 240.000 AK7 nha. Cái này thì cầm rất là đầm tay nha. Bản rộng. Cái này cây Masahiro. Cái dòng này thì
xài rất là ngon ha, mà xài rồi anh em biết rồi, hàng nổi tiếng ha. Nhưng mà có cái là cây này là sử dụng thép Nippon Nhật Bản á, nó hơi rỉ cái bề mặt này tí. Nhưng mà anh em xài bôi dầu hoặc là xài nhiều á, xài nhà bếp nhiều á là nó không có rỉ nha. Cái dòng Masahiro này nó kháng rỉ rất là tốt. Con này dài 19,7, bản rụng nó là 3.8. Cái này Gyuto nha, cái này 170.000, AK8 này. Đây này, chốt này chốt bằng đồng nha, nó làm giống như Masahiro y chang luôn. Masahiro hoặc là Masamoto á, Masamoto nó cũng có mấy cây làm chốt đồng như vậy này. Hồi lúc này nó gia công chung với nhau á. Có nhiều hãng đó nổi tiếng nó vẫn nhận gia công của hãng khác nha. Đây, cái này là cây Gyuto. Đấy, nhỏ nha. Cây này rất là bén ha, còn này thì thép xanh nha. Cái này thì nó hãng ra đây anh em. Bên này nó có cái mục này mà hơi mờ này, như nó đóng chữ chữ gì á. Bên này có chữ ha. Con này thì nó giống như ốp Nasiji luôn, mà mình nghĩ nó rỉ á. Và trong này nó có vần này. Nhưng mà con này thì rỉ chứ không phải Nasiji đâu. Nếu mà không rỉ nhìn biết liền. Cái này mình bôi dầu nó sạch lên tiếng ha. Nó bóng bóng lên. Cái này dài 14,7, bản rộng nó là 3.8. Cái này 180.000 nha. 180.000. Cái này cán gỗ khâu sừng nha. Cán gỗ khâu sừng. Thôi cái này xấu xíu bán cho anh em bỏ 180 này đi. Bán cho anh em 140 thôi. 140.000 nha. Anh em về sử dụng nha. 140.000 khâu sừng nha, 3 lớp. Còn nó xài thì hết ý rồi. Rồi đây cây Santa Cư, cây này thì 3 lớp. Cây này ốp không rỉ lõi được lõi con này là lõi đây nó ghi thép kháng rỉ này, có rỉ nha. Con này thì lõi carbon. Con này thì mình chưa mài bén nữa. Mài nhưng mà chưa bén nha. Con này thì mình bán 130.000 thôi. Cây này bằng giá cây Betty nha, 3 lớp nha. Có chữ đây này, chữ đó ha. Ốp không rỉ nha. Cây này Masahiro nhưng mà chữ hơi mờ, nó vẫn thấy nha. Cây này siêu bén luôn, nó nguyên khối nha anh em. Con này thép gì á, bén kinh lắm. Nhưng mà nó hơi xấu. Con này thì xấu thì anh em về tự vệ sinh làm lại cán nha. Con này thì cái cán nó bằng nhôm này. Con này đây cổ, khâu nó hơi rỗ tí nha. Cái này là Masahiro này. Đấy, nó đóng cái chữ Masahiro ở đây. Rất nó bén nha. Con này thép người khối, nó bén lắm. Nó là dòng thép bán rỉ á. Nó có rỉ mà rỉ nhẹ ha. Cái này thì hơi cục. Chưa bén nha. Con này không bén. Đây, con này nhưng mà con này rất là xịn nha. Con này sử dụng thép giấy xanh này. Đây mình chưa mày bén á. Đây thép giấy xanh này ha. Mình chỉ mới đánh thôi. Đánh sơ con ngoài thôi. Đây cây này giống cây kia. Giống cây lớp số 6 á. Vậy là cây số 6 nó cũng là thép xanh đó ta. Cây này 300.000 này. Đấy, giống cây này nè, hãng này còn hãng này. Không phải. Hồi nãy có cây nào. Đây này giống cây này nè. Đấy, hai chữ này giống nhau y chang luôn. Chữ dưới lên chữ trên xuống rồi. Vậy là cái cùng hãng ha. Cái này dài 16,6, bản rộng đó là 4.6 nha. Cái này thép xanh mình bán 300.000 nha. Cái này dày lắm, dày phải 5 ly ha. AK12. AK13 là cây Santa Cư. Cái này thì nó có chữ ở đây này. Đó, chữ này. Hai chữ là thủ rèn thủ công nha. Đấy, cái này thì ngon rồi. Cái này lưỡi mỏng lắm. Cái này chắc bén. Cái này mình bán với giá là bao nhiêu ta? 240.000 thôi. Cái này dài 16,5, bản rộng nó 4.4 nha. 4.4. Cái này 240.000. Rồi đây cái lưỡi này, 270 nè ha. Cái lưỡi này thì
Nó dòng thép như kiểu thép Tama, thép nhồi đó anh em. Đây này, anh em nhìn vân này. Vân chi chít luôn. Vân nhỏ 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 nhưng mà nó không có lõi nha. Cái này là không có lõi. Nó không phải là ba lớp, nó nguyên khối á. Kiểu vân vân thép nhồi á. Nó nguyên khối như vậy luôn, nó không có lõi. Cái này thì ôi, mấy cái dao này mình chưa chưa mày bén ha. Mấy cái này mình bán với giá là 270.000. Cái này bản rộng lắm nha. Cái này dài 18,3. Bản rộng nó là 7 cm nha. 270.000. Rồi cái này cây dao 80.000 này. Cái dao AK-16 ha. Dài 23,5. Bản rộng nó 4 ha. Anh em chơi mấy con này thì rất bén này, thấy không? Mấy con kia do em chưa mài á, toàn dao thép đen em chưa mài không à. Mấy con Gyuto rồi này mài hết rồi. Cây này 80.000. Rồi cây này cây Nakiri. Cây Nakiri này mình bán với giá là cây này bén này. Cây này cây này mình bán với giá là 170.000 nhá. Cây này có cán có đồ đây, anh em về đổ keo lại là xài thôi. Con này xài rất là ngon. 170 nha. Thôi cái này bán cái cán này xấu rồi, nó có cái khâu đây này mà ấy rồi. Này bán 130 luôn đi. 130.000 nha. 130.000. Rất là bén đó. Rồi cái này cây dao chặt nha, gà vịt nhẹ thôi. Rất bén này. Con này thì mình bán với giá là 360 này. Cái này của Kai Toshi này. Đấy, sử dụng một thép Nippon Nhật Bản này ha. Rất là xịn nha, nguyên khối nha anh em. Con này nguyên khối. Con này dày được 2 ly mấy thôi. 2 ly 2 hoặc 2 ly rưỡi thôi. Nhưng mà chặt gà vịt được nha. Cái này thì cái cán nó hơi xấu nên bán rẻ ha. Chứ con này nếu mà cái cán đẹp thì bán giá khác à. 8-9 ngàn nha. Cái này 360.000 để chặt gà vịt thôi. Cái này cái cán xấu bán 101 nè. 3 lớp nha. Con này rất là xịn đấy. Con này bén lắm. Cái này 3 lớp. Ốc không rỉ, lõi cũng không rỉ nha. À lõi có rỉ nha. Con này lõi có rỉ. 101.000 nha. Cán này xấu quá. Anh em về thích mua thì mình anh em mua cái này thì mình cho chốt ha. Cho chốt về làm cán. Cái này cây khâu sừng rất là bén này, khâu sừng nha, nhưng mà bị lỗi ở cái sừng này. Đấy, cái cán này anh em về tự thay này, cán khâu sừng luôn nha, xịn luôn á, về thay cán lại nha. Nó bán 150 đi, coi như bán cái lưỡi nha, 150.000 đi. Con này khâu sừng thì ngon này, chắc chắn luôn. 150.000 thôi. Rồi hai cái dao này mình bán 50.000 nè. Hai cây nha. Một cây là cây nhỏ, một cây to, đều có chữ nha. Đây cái kêu gì đây? Còn đây bên này. Hai cây 50 nha, cây 25.000 cây. Cái này thì bán rẻ cho anh em để sử dụng nha. Mấy cái dòng này nó bén lắm. Đấy. Rất là bén nha. Hai cây 100.000, à 50.000. Hai cây 50.000 nha, cán thì xấu rồi, anh em về tự thay cán nha. Cái mày bén lại xài. Cái này AK-22, 120.000 nha. 120.000 là cái dao của Top này, hiệu Twin Max nha. Cái này thì rất là bén nha. Dòng thép Nippon Nhật Bản này nó bén kinh điển lắm. Lưỡi nó mỏng nữa. Cái này thì mình bán 120.000. Dài 23,5, bản rộng nó 4 nha. Cái này 120 ngon rồi. Nó hơi rổ tí thôi chứ xài thì cắt thì thôi khỏi nói, nó bén lắm. Đây có cặp Nakiri này. Cặp Nakiri này một cây thì nó rổ quá này, còn một cây này còn được này ha. Cái này còn ok, mài lại xài ngon này. Cái này thì thép của nó kháng rỉ anh em, thép bắn rỉ đó. Cái này dòng của Maseiro này, không rỉ này. Còn cây này thì nó rỉ này. Hai cây này 50.000 nha. AK-23 cặp Nakiri.
về mai xài nhé. Cái này cây cây dao ba lớp ốp không rỉ, lõi không rỉ nha. Cái này thì ốp không rỉ, lõi không rỉ, cán ở đây này, khâu đúc liền. Cái này có 3 chốt nha. Con này mình bán với giá là 150.000, dài 17,5 à 17,7, bản rộng nó là 4.1 nha. Cái Nakiri rất là dễ thương này. Cái này mình bán đây nó có chữ nha, có hai chữ. Hai chữ, bán 100.000 đi. Cái này ngon lắm. Nhỏ mà nhỏ như vậy mới hiếm nha. Rất là bén nha. Dao này bổ câu hoặc là cắt rau củ quả, là cắt trái cây là rất là ngon này. Nó nhỏ xíu à. Dài 11,8, bản rộng nó là 3.1 ha. Cái này cây Manjanaketa mà thép giấy xanh á, nó một mặt nha. Cái này thì nó gọi là 73. Cái này thì nó cán khâu sừng luôn này. Cái này mình bán 80.000 Nakiri nha. Dài 15,5, bản rộng nó là 5 cm nha. AK27. AK27 là cây này thì nó rất là bé. Cây này của Hirotomo, con ngựa đó anh em. Con ngựa thép xanh này, nó có đóng con ngựa đây này và chữ ha. Đấy, cây này thép xanh 3 lớp. Cán nó dày, nó ốp dòng ốp có rỉ nhẹ nha, kháng rỉ á, kháng rỉ tốt lắm. Cái này thì nó cũng rất là bén tại vì nó là thép xanh mà. Con này thì mình bán 250.000, dài 16,16, bản rộng nó 4.3 nha. 250 nha. 250 con Nakiri. Nakiri thép xanh. Hiệu Hirotomo á, con đó hàng nổi tiếng đó. Rồi một cái lắc. Cái lắc này của hiệu Mizuno. Đấy, Mizuno. Cái lắc Honasuki nha. Con này đây anh em nhìn này. Lắc một mặt nha. Con này có cái chốt đây này. Cái cán nó zin nguyên bản này. Cái này dài 15,5, bản rộng nó là 4 nha. Bản rộng nó là 4. Cái này 600.000 nha. AK28. Cái này thép Thụy Điển nha. Thép Thụy Điển này. Rất là xịn đấy. Rồi đây một cây Kia, cây Kia Santaku. Cái này thì ốp không rỉ, lõi cũng không rỉ luôn. Con này Damascus thủ công nha. Cái này thì người ta rèn thủ công. Anh em nhìn ở trong này dày không? Dày phải 3.5 ly, 3 ly hoặc đến 3.5 ly luôn nha. Dày rất là dày nha. Mỏng dần ra ngoài và ra ngoài này thì nó sẽ thon mỏng lại này. Con này thủ công. Mấy cái dòng Damascus dòng thủ công rất là hiếm đấy. Cái này thì mình bán với giá là 600.000 nhé. Không phải là 60.000 đâu. Cái này thì dài 15,5, bản rộng nó 4.3 nha. Rồi có một cây Masahiro Masamoto. Đây, cái này thì mặt sau mặt trước đây. Cũng tình trạng thì nó cũng tương đối rất là đẹp ha. Masamoto này. Cái này thì nó bị nứt ở cái chốt này một tí ha. Đây là chỗ mình đánh lơ thì nó dính lơ lại ha. Cái chốt này nó bị nứt cán tí xíu à. 300.000 nha, dài 12,2, bản rộng nó 4. Đây có một cây ma cũng là Masahiro luôn. Cây này cây Betty nha. Cây này cây nhỏ hơn. Cây này mình bán với giá là 240.000. Cái dòng Masamoto này nó hiếm cực kỳ luôn. Tại vì Betty á, Betty nó siêu hiếm. Cái này cái chốt nó này. Cái này dài 12,4. Bản rộng nó là 2.6 nha. Cái này thì xài siêu tầm. Hiếm lắm. Rồi đây một cây Kia. Kia hàng đặc biệt nha. Đấy, Kia logo hàng đặc biệt này. Kia này sử dụng thép vũ trụ nha. Thép này rất là ít gặp ha. Và hiếm gặp. Thép vũ trụ Comic đó. Đây này. Comic Star Tail Kia này ha. Rất là hiếm nha.
Cái này dài 17,2, bản rộng nó là 4.2 nha. Cái này là ok, anh em sử dụng thì nó không rỉ. Dòng này dòng không rỉ nha, tại vì hàng bãi thì nó chỉ gió vậy thôi là đẹp rồi. Cái này thì nó cán gỗ này, cán anh em nhìn tình trạng cán này. Đấy. Cũng khít ha, không có đến nỗi gì. Cái này thì dài 17,2, bản rộng nó 4.2, cái này mình bán 550.000 nha. Anh em sưu tầm thì rất là hiếm gặp cái dòng này thì trên hội người ta săn rất là nhiều. Cái này một cây lưỡi lưỡi này gọi là lưỡi Nakiri hay là Nakiri thì nó giống Nakiri nhưng mà con này là bản sumo, bản khủng luôn á, bản to đồng luôn. Anh em nhìn cái bản đó này dài 18.5, rộng nó là 6.6 nha. Siêu khủng luôn. Con này thì vô cái cán nữa thì VIP Pro luôn. Ở đây có hai cái chữ này. Đấy, chữ chữ này nó rèn thủ công. Và ở trong này nó dày ha. Dày 5 ly rưỡi. 5 ly rưỡi á. Mỏng dần ra ngoài nha. Cầm rất là đầm tay và nặng. Con này thì Vân Giang Mai. Vân Giang Mai thường thường là thép giấy xanh nha anh em. Đây, Vân Giang Mai. Cái này bán là 440.000 nha. Cái này nếu mà em vô cái cán nữa thì bắt bán phải bèo bèo gì phải 800. Rồi đây có cây cây này cây Nakiri. Cây Nakiri này chữ thủ công rất là đẹp. Chữ ở trên này. Của hãng gì đó. Sakai gì á. Con này thì dài 15,9, bản rộng nó 4. Cái này 180.000 nha. Cái này chữ thủ công rất đẹp, Vân Giang Mai này. Rất là bén nha. Cái này AK36 nha. AK36 là một cây dâu lóc. Cái này thì chuyên lóc nha anh em. Lóc thì nó... Cái này mài chưa bén. Chưa bén nha. Dâu lóc ha, chuyên lóc anh em. Con này thì bán 260.000 nha. Dài 15, bản rộng nó 2. Rồi đây cây... cái này cây xương cá nha anh em. Cái này một cây xương cá. Nó là dài 12,5, bản rộng nó là 2.7 à 1.7. Cái này thì lóc xương cá 300.000, siêu hiếm nha. Cái này hiếm lắm. Vân xương cá này anh em nhìn này, rất là đẹp. Rồi đây một cây dao Betty. Cái này thì mấy cái này thì anh em gọt cái cây rất là ngọt ha. Nó cắt lượng lờ rất là ngon. Rất là bén nha. Cây này thì cái cán rất là đẹp này. Con này thì mình bán với giá là 290.000. Dài 12,5, bản rộng nó là 2.9 nha. Cái này đặc biệt là cái khâu nó là nó đúc inox luôn, rất là nặng, cầm cái cảm giác nó nặng lắm, đầm tay lắm. Rồi cây này cây Betty. Cây Betty này thì dùng gọt trái cây hoặc là anh em lóc. Đấy, rất là bén nha. Cái lưỡi hơi cong lên tí, cong nhẹ lên ở trên một tí ha. Cây này thì 270.000, dài 11,2, bản rộng nó là 2 nha. Mấy dao Betty nha. Cây này AK39. AK40 là một cây dao Tsuchikiri. Cái dòng này thì nó đa năng nha. Anh em có thể cắt, thái, gọt hay là làm gì cũng được hết. Đấy, hoặc lóc đều được luôn. Cái này thì đa năng. Cái này thì nó có cái lóc đùng ha, ở giữa ha. Ở dưới là có một sợi cái này 330.000, dài 19,5, bản rộng nó là 2.6. Vân nó rất đẹp, mới keng luôn. Rất là bén nha, cái lưỡi thì nó rộng. Lưỡi rộng là bén nha. À cái này cây cây bóc ha, dán bóc Kramer. Đây, cái này dán bóc nha. Cái này thì nó cán gỗ nó là gỗ Batka Mun màu đen. Cái này dài 20.5, bản rộng nó 2.6. Cái này 450.000 nha. Bắt ca đen nha. Cái này thì AK41 nha. Cái này thì anh em để ý này, cái lưỡi nào mà cái bản này rộng á
4.6 á, là cây đó xài rất là ngon, tại vì lưỡi nó rụng là nó mài nó phải mỏng rồi. Anh nhìn trên này, hai ly mà ở dưới này nó mỏng dính à. Cái bản nó càng rụng thì nó hà mép nó càng to lên, nó bén, nó ngọt. Cái đó 450.000 nha. Cái này AK42 360.000, dài 17.5, bản rụng nó 4.2 nha. Đây cây là cây một cây Santa Cư, cây này chuyên rau củ quả. Nhưng mà cây này có rãnh chống dính nha. Rãnh chống dính thì em xài nó sẽ không có bám thực phẩm trên này. Cắt nó linh hoạt và nhanh lắm. Cây này dài 17.5, bản rộng 4.2. Đây có cây này, cây Tsuchikiri. Đấy, cây này mình bán 280.000 thôi. Đấy, cây này vưng class thì nó sẽ vưng thẳng nha, vưng thẳng. Cây này dùng bổ dưa hấu hay gì đó, hay là cắt thái. Đấy, đều được nha. Cây này 280.000, dài 20, bản rộng 3. Đây có một cây cây này thì cũng là dạng đó, nhưng mà cây này cái khâu nó khác này. Cây này cũng có lót cái miếng đồng nha. Cây này dài 19.5, bản rộng nó 2.8 nha, 300.000. Cây này cán gỗ ha, cán gỗ màu đen mu. Đây có cây Nakiri. Cây Nakiri này thì mình về được mấy cây thì hôm nay cái này cán này mình tự làm hết nha. Cán này tự làm, ở đây mình lót một cái sợi carbon nữa. Đấy, xong rồi đến lót đồng, xong rồi đến sợi carbon nữa này. Là có hai lớp carbon, một lớp đồng ấy. Cái này dài 16.8, bản rộng 4.9, 550.000. Anh em nhìn cái cán này. Cán này là cán gỗ mun màu đen nha. Đây, khâu chéo này. Cái này thì anh em cầm cảm giác rất là đầm tay, nó nặng lắm nha. Cái này AK45, 550.000 nha. Cán gỗ màu đen nha. Đây, cái này thì mình có đóng một cái chút pin ở đây. Đây, cái cán này mình làm nha, mình đóng chút pin ở đây này. Đây, nhưng mà đóng chút pin này thì nó mắc hơn 20.000 nha. Có cái chút pin này thì mắc hơn 20.000. Cái này thì mình cũng đóng hai cái lớp đồng nha, một lớp carbon, hai lớp đồng. Đây, cái này thì xài rất là ngon này. Cái này AK46, 570.000 nha, tại vì nó có cái chút pin này. Cán gỗ gỗ mun nha, gỗ mun màu đen, bắt ca mun nha, bắt ca đen đó. Cái này dài 16.8, bản rộng nó cũng là 4.9 nha. Cái này vân class thì nó sẽ vân thẳng nha. Vân này vân cổ điển, còn cái vân kia là vân búa, vân hoa dấu búa là khác. Đấy, mấy con này thì rất là bén nha. Cái này 33 lớp lõi thép VG10, còn con kia thì 65 lớp cũng là lõi thép VG10 nha. VG10 thì nó không rỉ. Cái này thì cái này bổ dưa hấu hoặc là bổ hoa quả ha. Cái này thì nó không có nhọn, thì ai không thích nhọn thì lấy cái con này nha. Con này cái lưỡi nó bầu xuống này thì mình không cảm giác, nó không có sợ. Cái này dài 20, bản rộng nó 2.7, 260.000 nha. AK47, 33 lớp lõi thép VG10 không rỉ nha. Dòng này nó không rỉ luôn. Cây này giống cây lúc hồi nãy này. Cây này có rãnh chống dính này. Ai thích lấy cây này thì lấy cây này. Cây này thì khâu chéo. Cây này thì 360.000, dài 17.5, bản rộng nó 4.2. Có rãnh chống dính này anh em xài cảm giác nó khác. Những cái cây có rãnh chống dính nha, nó sẽ bén hơn. Tại vì cái hiệu suất cắt nó không có bị cản lại á. Có rãnh chống dính thì nó sẽ nó hở ra thì nó sẽ dễ cắt hơn. Cái này cái mặt tiếp xúc nó ít hơn nè. Dài 20, bản rộng nó 3. Cái này 270.000. Cái này thì dùng để cắt bánh mì răng cưa, hoặc là cắt mấy cái thịt đông ở trong tủ lạnh ha. Đông cứng á, đông đá đó. Cái này cũng cán gỗ màu đen ha. Đây có cây này mình làm cán gỗ bách ca này. Cái này thì cũng rất là bén nha. Cái này thì nó là vân chiếc lá đó. Đa mơ kết là người ta gập nhiều lớp vân lên, chồng lên với nhau, rồi xong người ta lấy dấu búa người ta đấm. Nếu ví dụ giống như người ta đập chéo á, đập chéo này, chéo như này thì nó sẽ ra vân con này. Còn nếu mà người ta đập dấu búa thì nó ra vân bung. Còn nếu người ta để yên vậy thì nó ra vân cà lát ha. Người ta có thể làm những cái vân nhiều
nhiều cách khác nhau ha. Khi mà cái phôi thép này nó còn đang đỏ là người ta sẽ muốn vân viền, người ta đập theo kiểu vân đó ha. Cái này dài 19,3, bản rộng nó là 3. Cái này thì 240.000. Bởi vậy cái những cái con mà đa mắc kết thì nó mắc hơn những cái con bình thường ha. Tại vì nó rất là dễ hư nha anh em. Đấy, đập vân mà ví dụ giống như chỉ cần tính toán sai hoặc là cái búa nó nặng hơn cái là nó sẽ đã hư rồi. Rồi cái này một cặp dao nha, hai cây. Hai cây này thì mình bán với giá là 480.000. Hai cây này thì anh em không cần làm gì hết rồi. Để ngày mai mình đánh bóng cái cán này, cái này, cái khâu này lên cho nó sáng như ghê trên này, này thì anh em sử dụng luôn, chứ nó không có cần làm cán gì hết á. Cái này thì một cặp mình bán 480.000 nha. Cặp này là một cây rảnh trúng dính và một cây Betty này. Rất là ngon nha. Hai cây này xịn lắm. Ở đây. Đây có một cây cái này cái tờ Tsuchima Yuto. Nó là vân hoa giống búa nhưng mà nó mài láng luôn. Thường thường người ta đập vân hoa này là người ta không có để, người ta để một bên ha, để cái lưỡi này mài thôi. Còn cái này là nó mài hết luôn. Đấy. Nó mài hết cái vân búa luôn. Anh em cho nên anh em nhìn cái lưỡi này mỏng cực kỳ luôn. Cái dao này rất là biến nha, tại vì nó lưỡi nó mỏng lắm, lưỡi nó mỏng 1.8 thôi. Ly 6 đến ly 8 thôi, nó siêu bén. Ly 8 mà nó mài full lát nữa. Anh em nhìn để như vậy là không thấy lưỡi dao luôn này. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Không thấy cái lưỡi dao luôn, nó mỏng đến cỡ đó. Cho nên cái dao này là thôi, nếu mà cắt thịt bò là phải kẹp thêm miếng thịt bò nữa mới ăn được. Thì nó mỏng quá. Nó mỏng quá rồi đưa vô miệng thì nó không có. Tưởng như giống như chưa gấp á. Cái này dài 19,2, bản rộng nó 4.4 nha. Cái này 470.000. Cái này cái cán mình làm nè anh em nhìn nè. Cán gỗ nha, gỗ tự nhiên á, gỗ này gỗ Việt Nam này. Phối rất đẹp nha. Cái này mình bán với giá là 470. Và đây có một cây vân hoa dấu búa. Cái này thì dao dùng để chặt nha. Này dính dơ. Mà rửa xà bông cái này sạch thôi. Cái này thì anh em dùng để chặt gà chặt vịt nha. Đấy, chuyên chặt gà vịt thôi. Với dừa bọng rồi thôi. Chặt dừa chặt đồ rất là ok nha. Dừa. Dừa mà đừng có cho dừa khô được. Dừa khô mới biết chặt nha. Đừng có chặt mà nó dính thì thơm ra thôi. Chứ đừng có bẻ qua bẻ về vậy này. Dao mà anh em dù cái dao chặt dày cỡ nào dày mà bẻ qua bẻ về vậy là không được nha. Cây nào cũng vậy đó, nó dày có dù 5 ly hay là 7 ly hay là một phân gì bẻ cũng không được đâu. Tại vì mình chặt nó dính là mình thơn nó lên. Đấy, mình gõ cái tay ở dưới này thơn lên này hoặc là nhấc lên ha. Chứ đừng có bẻ qua bẻ về. Dao nó cứng. Đấy, dao nào mà dẻo anh em mới bẻ vậy được. Nhưng mà dao dẻo thì dao lóc thì đâu có chắc được. Cái này dài 20, bản rộng nó là 7.1 ha. À 7.9. Cái này 500.000 nha. Cái này dùng để chặt gà, chặt vịt, với chặt dừa, chặt đồ đó. Chưa chặt xương không được nha. Rồi cái này thái bản lớn, cái này chuyên thái băm nha. Cái này thì cho anh em đầu bếp người ta sử dụng. Cái này 750.000, dài 18, bản rộng nó là 9 nha, 18,5. Chiều dài này 18,5 này, rộng này là 9 này ha. Cái này chuyên thái nha. Chuyên thái chuyên nghiệp. Thái phở thái đồ đó. Rồi đây có một cây vân hoa dấu búa. Cây này thì nó Betty. Dạ giống như dao gọt trái cây. Hoặc là mình làm mấy cái việc ấy đó. Rất là ngon đấy. Cây này vân hoa dấu búa rất là đẹp. Anh em nhìn này. Cây này 65 lớp lần đó. Nhiều lớp ha. Và nó là dòng thép VG10. Rất là xịn nha. Cây này thì 260.000. Cái này dài 18,5, bản rộng nó 2.8. Đây có cây này, cây này thì cũng là vân như kiểu vân vân búa nha. Vân búa, cây này thì mình bán rẻ nha. Cây này cán rất là đẹp nè, dài 20, bản rộng nó 4.2. Cây này thì bán 350.000 thôi. 350 nha. 350. Cái này vân hoa dấu búa này anh em.
Vân Hoa gió búa cái này thì bán 360. Cái này anh em có thể băm được nha, chặt đồ nhẹ được. Như băm với chặt nhẹ được nha. Còn nếu muốn chặt gà thì vẫn chặt được, nhưng mà phải hạ lên tí, hạ cao lên. Nói em dài 18,5, bản rộng nó 4.2, cái này 360, cái này 570.000 nha. Alo, 360.000 AK 558. AK 59 ha, 59 là cái này 420.000. Cái này bản rộng hơn nha. Cái này bản nó tới 4.6 luôn. Bản lớn nha. Cái này thì bản nó lớn nên xài nó ngon hơn tí. Ai thích bản rộng thì lấy con này. Thôi cái này bán bớt đi. Cái này tính giá 380 thôi. 380.000 nha. Sửa giá lại nha anh em. Cái này thì nó có một cái chục cái lót đồng ở đây này, cũng rất là đẹp này, và dưới là có một cái lót carbon ha. Cũng rất là đẹp đấy. Khâu chéo nha. Cái gỗ mun. Cái này cây dâu bầu nha. Dâu bầu truyền thống Việt Nam mình. Cái này nó dính dơ thì anh em nhìn ở đây rất là bóng bóng bẫy này. Cái này dính dơ thì lên vội quá, chưa vệ sinh ha. Chưa vệ sinh thì nó nhìn nó hơi dơ tí thôi. Đấy, rất là bé này. Em nhìn cái lưỡi này. Cái bản cái lõi của nó này, anh em nhìn cái lõi sử dụng này, cái này 65 lớp nha. Lõi thép V10. Nó lưỡi nó rộng cực kỳ luôn. Đấy, rộng to. Cho nên cái lưỡi này càng rộng á, là cái dao nào không biết, nhưng mà cái lưỡi này càng rộng là càng bén ha. Cái lõi đó dài 19,5, bản rộng nó 7 nha. Rồi cái này cây dao xương cá, view tô xương cá ha. Cái này đo vô tới khâu nó dài tới 19. Đây này, vô tới đây là dài 19 nha. Bản rộng nó là được 4. Con này thì vân xương cá xài rất là ngon, bén cực kỳ luôn. Anh em có thể chặt ở khúc dưới này được nè. Khúc dưới này anh em sẵn gà vịt đồ đó, mấy cái xương, mấy cái khớp cái đồ á, anh em chặt đây được ha. Đấy, khúc này từ đây xuống đây chặt ở dưới này được. Còn đừng chặt trên này nha. Chặt trên này nó mẻ liền. Chặt ở dưới. Cái này 340.000 nha. Rồi cái này cây cây Karisuke mà bản rộng nha. Bản rộng cực kỳ luôn. Cái này dài 20, bản rộng 5. Bản rộng siêu siêu rộng luôn. Damascus 33 lớp, lõi thép V10. Cái này có mấy cái chữ gì đây? Cái này 450.000 nha. Ở dưới nó có cái hình chữ M nha. Đây có một cây dao vân hoa giống búa. Cái này cán gỗ bách ca, khâu chốt bằng đồng nha. Cái này ui bén lắm. Ui cái này bén cực kỳ luôn. Cái này anh em xem. Cái này dài 19, bản rộng nó là 4.2. Cái này 370.000 thôi. Vân hoa giống búa nha. Cái dòng vân hoa giống búa này xài rất là ngon. Này nó dính keo tí này, cái chùi nó sạch. Đây cây Sujihiki. Cái này rất là bén. Đây, cái này cái vân nó rất là lạ nè anh em. Đấy, vân nó giống như kiểu sóng biển ha. Cái lõi nó bén nha. Cái này rời vô bén lắm. Bén nha anh em. Siêu bén luôn. Cái này mình bán 300.000, và 20, bản rộng 3. Rồi cái này cây cái gì ta, cây Gyuto mà cây này bị lỗi một tí nha. Rồi, lỗi một tí mình không để ý nên mình ghi 410.000 nha. Cái này lỗi tí bán rẻ cho anh em. Cây này Gyuto nó dài nha anh em. Nó dài nha. Mình có cây không lỗi với cây lỗi. Cây không lỗi thì mình bán 401. Trước là bán 450 chứ. Cây không lỗi bán 450, còn cây này lỗi thì thôi tính 360 đi anh em. 360.000 nha. Cái này lỗi nha.
lỗi bị cái lỗi này nó bị tróc ra tí này. Đa và kết đó, nó giống như nhiều lớp quá mà khi mà mài ra thì cái lớp đó nó không có dính, nó bút ra tí. Nó không ảnh hưởng gì đến cái lỗi sử dụng đâu. Nó mất thẩm mỹ đẹp thôi. Cái này cái SG2, Vương SG2 nha. Cái này nhúng FE trên lên một phát là nó đen thù lùi luôn, đen nguyên cái dao này luôn. Cái này nó bữa trước mình có cây đấy. Cái này mình làm cán lại này, cán này cán cán mung ha, cán gỗ mung. Mung thì nó đây, cái này bản 360.000, dài 17, bản rộng nó 4.3. Rồi cái này cây Yuto của dòng dòng con này thì dòng này nó là châu Âu nha, giống như mấy cây Takayuki. Cái này thì mình bán với giá là cây này mắc hơn mấy cây kia nha, cây này mắc hơn, cây này tới 380, dài 19.3, bản rộng 4.1 nha. Cây này vân búa, vân hoa giống búa. Rồi cây này cây Betty là anh em biết rồi. Cây này còn sót cây này. Cây này thì AK68, dài 15.3, bản rộng nó 4.3. Cây này vân hoa giống búa, 3 lớp, vân chân mai, lõi VG10. Con này 140.000, dài 15.3, bản rộng 4.3. Rồi cuối cùng là giới thiệu anh em một cây dao chặt. Dao chặt này thì rất là bén nha. Chặt gà, chặt vịt, chặt xương, chặt sườn. Nói chung anh em thích chặt gì cũng chặt được ha. Thích chặt gì chặt. Cái này 1.100.000, dài 19.8. Bản rộng của nó là 7.9 nha. Gần 8 chấm nha. Cái này dày nặng. Anh em nhìn này. Nó mới lắm. Dày nặng nha. Rồi cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Clip sau thì mình sẽ lên toàn thép đen thôi. Hàng xịn xịn nha. Thì xin chào và hẹn gặp lại.